Xin chào tất cả các em. Bây giờ là tháng 3, như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi thì các em sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Và nội dung quan trọng nhất của hồ sơ đó là các em sẽ phải đăng ký môn thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia này. Vậy thì việc chọn môn thi có những điểm gì cần lưu ý? Ngày hôm nay tuyển sinh 247.com sẽ có những hướng dẫn cụ thể và sẽ tư vấn giúp các em để các em có thể chọn môn một cách đúng đắn và sáng suốt nhất. Như các em đã biết thì đối với các bạn học sinh lớp 12 và các bạn học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông thì trong kỳ thi này các em sẽ phải tham gia 4 môn thi để xét tốt nghiệp, và trong đó sẽ có 3 môn bắt buộc, đó là các môn toán, văn và ngoại ngữ. Ngoài ra các em sẽ chọn một trong số 5 môn sau để xét tốt nghiệp, đó là các môn lý, hóa, sinh, sử hoặc địa lý. Còn đối với các bạn học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham gia kỳ thi này để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng thì các em chỉ cần tham gia thi những môn dùng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng mà thôi. Ví dụ, nếu như các em muốn thi vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì ngành công nghệ thông tin tuyển sinh bằng khối A, tức là các môn toán, lý, hóa, thì các em có thể chỉ cần thi 3 môn toán, lý, hóa như vậy. Nhiều bạn có hỏi là kết quả của môn nào sẽ ảnh hưởng tới việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Thì khi làm hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia, các em sẽ đánh dấu xem môn nào sẽ là môn dùng để xét tốt nghiệp và môn nào là môn dùng để xét vào các trường đại học. Thì chỉ kết quả của 4 môn xét tốt nghiệp mới ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp mà thôi. Tức là sau khi các em có kết quả thi thì điểm xét tốt nghiệp của các em sẽ phải đạt từ 5,0 điểm trở lên, và điểm của 4 môn dùng để xét tốt nghiệp đó không có môn nào bị từ 1 điểm trở xuống thì các em sẽ đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp. Còn lại các môn dùng để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng, nếu nằm trong khung điểm liệt nhưng không phải là môn để xét tốt nghiệp thì cũng không ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp của các em, tức là các em vẫn đủ điều kiện để đỗ tốt nghiệp. Và nếu như những cái môn dùng để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng bị điểm liệt thì các em sẽ không được xét tuyển vào các ngành mà tuyển bằng tổ hợp môn có chứa môn đó. Ví dụ, các bạn thi 5 môn là toán, văn, tiếng Anh, lý và hóa, thì trong đó 4 môn xét tốt nghiệp là toán, văn, tiếng Anh và vật lý đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Thế còn môn hóa của các em, nếu như các em bị điểm liệt môn hóa thì các em chỉ không được xét tuyển vào những trường đại học mà tuyển sinh bằng khối A. Trong kỳ thi này thì mỗi thí sinh có thể tham gia thi tối đa là 8 môn. Đối với cả các bạn học sinh chưa tốt nghiệp và các bạn đã tốt nghiệp, các bạn đều được thi tối đa là 8 môn. Tuy nhiên thì các bạn chỉ nên chọn thi từ 4 đến 5 môn để chúng ta có thể tập trung ôn thi và đạt kết quả cao nhất. Và sau đây thì chị sẽ hướng dẫn các em cách để các em có thể chọn trường và để các em có thể chọn môn thi một cách phù hợp nhất. Đó là mặc dù là năm nay chúng ta có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia rồi, chúng ta mới nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học và cao đẳng đúng không nào? Tuy nhiên thì chúng ta không nên đăng ký bừa các môn thi rồi xem môn nào cao thì xét tuyển vào các trường đại học, mà chúng ta nên ngắm trước cho mình, định hướng trước cho mình xem là cái mục tiêu của mình là trường nào, ngành nào một cách cụ thể. Và điều đó thì chúng ta sẽ lựa chọn dựa trên những tiêu chí nào? Trước hết là chúng ta hãy thử xem là mình có đam mê, có hứng thú với ngành học nào. Sau đó thì chúng ta có thể vào trang tin.tuyểnsinh247.com hoặc là trang điểmthi.tuyểnsinh247.com để chúng ta tra cứu về phương án tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng, để tìm hiểu xem có những trường đại học cao đẳng nào đào tạo về ngành đó, đào tạo về cái ngành mà các em yêu thích. Và sau đó thì các em sẽ tra cứu điểm chuẩn của các trường này ở trên trang điểmthi.tuyểnsinh247.com và xem là cái năng lực của mình thì phù hợp với trường nào, các trường top đầu, các trường top hay là các trường top giữa. Đó, và sau đó thì các em xem là
cái ngành đó ở trường đó thì họ xét tuyển bằng những cái môn thi nào để chúng ta có thể đăng ký. Ví dụ như một bạn rất là thích ngành công nghệ thông tin và bạn tìm hiểu được rất là nhiều trường có đào tạo ngành này, ví dụ như Đại học FPT hay là Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội, vân vân. Và xem điểm chuẩn của năm trước thì các bạn cảm thấy rằng là mình có khả năng đỗ vào cái trường top đầu, và bạn đặt mục tiêu cho mình đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Học viện Bưu chính Viễn thông. Thì ngành công nghệ thông tin ở cả hai trường này họ tuyển sinh bằng hai khối thi, đó là khối A toán lý hóa và khối A1 toán lý Anh. Như vậy thì bạn sẽ xác định được những cái môn thi của mình, đó là ba môn thi bắt buộc, đó là toán, văn, ngoại ngữ, đúng không nào? Và cần phải thi thêm hai môn nữa, đó là môn lý và môn hóa, để có kết quả xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng mà bạn đang hướng tới. Đó là những cái gợi ý của chị để các em có thể chọn cho mình cái môn thi phù hợp nhất, và các em có thể tham khảo với một cái bảng ở trên đây. Nếu như các bạn đang ôn thi theo khối D1, tức là môn toán, văn và tiếng Anh, đúng không nào? Thì các bạn có thể chọn thêm một môn nữa, đó là môn vật lý. Và như vậy thì các bạn có thể xét tuyển vào những trường mà sử dụng kết quả của khối D1 và khối A1 để tuyển. Tương tự như thế, thì nếu như các bạn đang học khối A thì các bạn ngoài môn toán, văn, ngoại ngữ thì các bạn sẽ thi thêm môn lý, môn hóa. Và như vậy chúng ta sẽ được xét tuyển đại học cao đẳng bằng các tổ hợp D1, A, A1 và A2. A2 tức là toán, hóa và tiếng Anh. Nếu như các bạn đang học khối B thì các em có thể thi thêm các môn, đó là môn hóa và môn sinh, để được xét tuyển bằng các tổ hợp môn khối D1 này, khối B và khối A2. Nếu các bạn đang học khối C thì các bạn sẽ thi thêm môn sử, môn địa ngoài ba môn bắt buộc là toán, văn, anh, đúng không nào? Và như vậy thì chúng ta có thể xét tuyển vào các trường mà sử dụng kết quả của khối C, khối D1 để xét tuyển, hoặc cũng có một số trường, một số ngành họ xét tuyển bằng tổ hợp môn toán, văn, địa chẳng hạn. Còn với những bạn chưa xác định được cái khối học của mình thì ngoài ba môn toán, văn, anh thì chị nghĩ rằng là các bạn nên thi thêm môn vật lý, và như thế thì các bạn cũng sẽ được xét tuyển bằng khối D1 và khối A1. Đó là một số gợi ý của tuyển sinh 247 để các em có thể lựa chọn môn thi một cách tốt nhất. Các em nên nhớ rằng là nếu như chúng ta chọn tràn lan, chọn quá nhiều môn thì cái thời gian học, thời gian ôn tập của các em sẽ bị phân tán và khó để có thể đạt được kết quả cao. Mặc dù là cơ hội xét tuyển của các em sau đó thì có thể là xét tuyển bằng nhiều tổ hợp môn khác nhau, thế nhưng mà kết quả thi của mình không được tốt thì cái tỷ lệ đỗ thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và bảng thứ hai mà các em nhìn thấy ở trên bảng đó là tỷ lệ chọn các môn của năm 2015. Đây là những cái số liệu rất đáng để các em tham khảo. Đây là tỷ lệ được tính trong những cái môn, trong 5 môn tự chọn, thì môn lý là môn được các anh chị học sinh khóa 97 lựa chọn nhiều nhất với tỷ lệ là 46,87%. Thứ hai là môn hóa học. Môn hóa học được chọn với 45,5%. Sau đó là đến môn địa lý chiếm 38,5%. Tiếp theo là môn sinh 28,17%, và cuối cùng môn lịch sử là môn có lựa chọn ít nhất, đó là 15,3%. Các em nhớ nhé, hai địa chỉ để các em có thể tìm hiểu thông tin về phương án tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng cũng như điểm chuẩn của các trường năm 2015, đó là trang tin.tuyển sinh247.com và trang điểmthi.tuyển sinh247.com. Ngoài ra, các em có thể gọi tới số điện thoại 1900 6247 để được tư vấn một cách trực tiếp về tất cả các thông tin tuyển sinh năm 2016. Chúc tất cả các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi này.